vâng chào các bạn à, giờ này là hơn 9 giờ rưỡi tối đúng không à, tối thứ tư và mình mới vừa đi về nên giờ này mới kịp live stream vâng và tối hôm nay mình chia sẻ đến bạn những cái 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 kinh doanh và, và cái con đường kinh doanh làm để chúng ta giàu có và chúng ta phải hiểu đúng cái cái, cái chữ giàu có à, và khi chúng ta hiểu đúng cái, cái cái chữ giàu có rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận nó đơn giản và dễ dàng hơn và để bắt đầu vào chương trình thì chúng ta cùng nhau chào làm quen với nhau đi. À, bạn nào ở tỉnh thì chúng ta làm quen với nhau. À, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì chúng ta comment số 1 bạn nào biết mình rồi thì số comment số 2 giới thiệu về mình và mình cũng à, bắt đầu vào chương trình thì bằng cách mình cũng giới thiệu về mình. mình tên là nguyễn thái duy đúng không? À, và năm nay mình 42 tuổi mình ở tại thành phố hồ chí minh. mình là người dân tỉnh cũng ban giống như tất cả các bạn ở đây à, và mình cũng vào Sài Gòn mình làm kinh doanh và mình đạt được những thành tựu trong cuộc sống này và hiện tại thì mình có cái trung tâm đào tạo B training à, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment số 1 xuống bạn nào biết mình rồi thì chúng ta chào nhau chúng ta kết nối và chúng ta làm quen với nhau à, và tối hôm nay thì mình cũng nói nhanh thôi mình chia sẻ nhanh thôi à, và mình à, bạn bạn nào biết rồi thì số 2 đi số 2 bạn nào chưa biết thì số 1 lần đầu tiên cũng biết thì số 1 à và chúng ta khắp mọi miền đất nước chúng ta cả chào nhau chúng ta làm quen nhau chúng ta giới thiệu nhau à các bạn ở tỉnh nào thì các bạn nói các bạn ở tỉnh đó các bạn đang ở nước ngoài thì các bạn cũng nói các bạn đang ở nước ngoài vâng chào bạn hồ thảo chào bạn duy công ở ninh thuận à chào bạn minh thành ok tuyệt vời ừ. chào bạn huỳnh văn nhi chào bạn nguyễn văn nhân Vâng, và bây giờ mình giới thiệu về mình chào bạn Trung hậu. Chào bạn Trương Trần. Vâng và bây giờ mình giới thiệu về mình. Sau khi mình giới thiệu về mình xong rồi thôi thì mình sẽ à, bắt đầu vào chương trình. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì nhớ bấm số 1 nha, nhớ bấm số 1. À, và à, hồi nãy mình nói à, giới thiệu nửa chừng đó, mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình à, 42 tuổi, mình có một vợ và một bé gái hiện tại mình ở thành phố hồ chí minh mình là sở hữu cái trung tâm vườn ươm doanh nhân -training. à, cái trung tâm này cũng đã được à... 6 năm rồi à, à, 9 năm rồi từ năm hai nghìn chín và cái đây là cái khóa học cái khóa học mà nổi tiếng mà mình chia sẻ trong những năm qua đó khó làm chủ doanh nghiệp cái cách các bạn khởi nghiệp từ không đồng à, cái này là địa chỉ của trung tâm của mình các bạn thấy rõ chưa à, và cái đây là những cái quyển sách của mình, cái quyển uh, thứ nhất là quyển vượt biển lớn cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm Xu cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi, dành chia sẻ những bài học trong kinh doanh và quyển thứ ba là quyển bị dân đầu quầy. À. tại thì các bạn nào trên khắp mà miền đất nước các bạn sở hữu hai cái quyển sách của mình à, thì các bạn comment số điện thoại xuống sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, các bạn không cần phải uh, À, gửi tiền trước đâu, à, à, bưu điện giao tới nhà và thu tiền luôn. Hai quyển là 210 trăm mười ngàn, bao phí ship cho các bạn, phí ship về nhà các bạn là đã 50 mươi ngàn rồi. À, và công cản nhân viên làm nữa nên là hầu như là chia sẻ cho cho các bạn thôi, những cái kiến thức để giúp cho các bạn phát triển nền tảng thôi. Thì bạn nào có hai quyển sách này thì các bạn được ép vào một cái group, cái group những người làm kinh doanh chỉ những người có hai quyển sách này thì mới được vào trong cái group đó à, và ngay bây giờ bạn nào mà muốn sở hữu hai quyển sách này thì các bạn chỉ comment số điện thoại xuống thì ngày mai các em nó sẽ giao đến nhà các bạn các bạn nào mà có hai quyển sách rồi mà các bạn chưa vào group thì các bạn cũng báo xuống để đưa các bạn cái đường link và các bạn trả lời được những cái đường link đó thì các bạn cũng sẽ được vào group ok à, vâng và bây giờ mình đi vào chương trình bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi À, để chúng ta bắt đầu vào chương trình để lan tỏa cho có nhiều người biết mình thấy mới có sáu bạn chia sẻ à? à tại sao ít vậy à vâng và bây giờ tiếp tục đây tiếp tục vậy thì chúng ta ra kinh doanh để làm gì à em đã có sách nhé sách rất tuyệt vời cảm ơn em à chào bạn lê hiền vâng và chúng ta như thế nào à, à chúng ta ra kinh doanh để làm gì à thứ nhất là chúng ta thỏa mãn được cái trí đam mê của chúng ta có những người ra kinh doanh bởi vì họ đam mê kinh doanh lắm cái máu họ kinh doanh ở trong máu rồi à, họ chỉ chọn con đường làm kinh doanh thôi họ không chọn con đường nào khác được đâu à, những người nào những người này là cái máu kinh doanh nó ở trong máu của họ rồi à, nhưng mà làm cái việc kinh doanh nó nằm ở trong máu mà rồi mình không có thể chọn cái con đường khác được và có những người họ ra kinh doanh đơn giản bởi vì để họ kiếm tiền À, họ đi làm công nó khổ quá họ đi làm những việc khác nó khổ quá không có tiền và họ nghĩ rằng là ra kinh doanh để kiếm tiền để làm giàu chứ họ không thực sự đam mê kinh doanh lắm à, nếu mà đi làm công mà lương cao hơn thì chắc chắn là họ chọn làm làm công họ không làm kinh doanh đâu mà bởi vì sao à họ làm công lương thấp quá hoặc là họ à, học hành không có nhiều à xin làm công thì ba cọc ba đồng khó xin làm công nên lúc đó thì họ mới chọn đi làm kinh doanh à làm kinh doanh đối với họ thì như thế nào ạ à? À, chủ yếu là để họ kiếm tiền à họ kiếm tiền để họ sống à, vâng và thường thường mà cái kinh doanh mà chúng ta làm đúng cách đó thì chúng ta rất là dễ khá giả à, có những người mà họ nói rằng là ra kinh doanh khổ lắm có những người nói à ra kinh doanh khổ như chó chứ có cái đầy những người họ nói vậy ra cái danh khổ như chó chứ thì thực sự là mình thấy con chó nó nó đâu có khổ đâu mình thấy những người đó họ cái danh còn khổ hơn chó nữa chứ đừng nói là khổ như chó à vậy thì sao à thì những người đó họ không có biết làm kinh doanh thực sự là họ không biết làm kinh doanh à làm kinh doanh thực sự nó đâu có khổ như vậy đâu à, và họ không biết cách nên họ rất là khổ cực à, họ khổ kinh lắm Vậy thì à, kinh doanh đó mày khi chúng ta biết cách đó thì chúng ta rất là dễ thành công và giàu có à, và để kinh doanh được để để kinh doanh được và trở thành người giàu có thì chúng ta phải hiểu được cái chữ giàu có à, phần lớn thì à, mọi người không hình dung ra được chữ giàu có và nếu mà không hình dung ra được cái chữ giàu có không em hiểu nó thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để chúng ta giàu có à, và hôm nay cái chủ đề hôm nay thì mình muốn phân tích À, 7, cái 7 hoặc là 8 hoặc là 9 à, Cái mô thức Mà chúng ta cần phải đạt được Trong cái chữ giàu có này à, Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để mình chia sẻ chưa à, Bạn nào lần đầu tiên biết tới cái chuyện của mình Thì các bạn comment số 1 đi Comment số 1 vào Bạn nào biết rồi thì giới, giới thiệu về Chia sẻ về nhà các bạn, về tường các bạn Đông người vào xem để cho lớp học của chúng ta tối nay nó vui hơn à, Ít quá thì nó không có vui bằng À, mình thấy được 46 lượt chia sẻ rồi rất là tuyệt vời. À, vậy thì thứ nhất, thứ nhất nếu mà chúng ta ra kinh doanh mà chúng ta chỉ biết đi kiếm tiền, à, chúng ta chỉ biết đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền không thì à, và chúng ta có rất là nhiều tiền thì như vậy thì cũng không có được gọi là giàu. À, cho bạn Đức Tài, à, rất là vui lòng quen với bạn. À, sau livestream này sẽ kết nối với bạn. À, vậy thì thứ nhất chúng ta phải đạt được gì à thứ nhất các bạn ghi vào đó là chúng ta phải giàu có về yếu tố gì à yếu tố gì các bạn ơi yếu tố tinh thần tức là giàu có về yếu tố nội tâm á à, cái, cái cái yếu tố phía bên trong á à, nghĩa là chúng ta cần phải có một cái tinh thần gì à một tinh thần rất là thoải mái một tinh thần rất là tích cực à, nếu mà cái tinh thần của chúng ta nó rất là nghèo nàn, nó rất là tiêu cực, nó rất là phán xét, à, wi-fi nhà yếu quá vâng, nếu mà wi-fi nhà yếu quá thì à, các bạn hãy chia sẻ về và sáng mai xem. nếu mà bạn nào wi-fi yếu quá thì chia sẻ về sáng mai xem. À, chứ còn mà xem nhật 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 thì rất là khó. À, bạn nào chưa chia sẻ thì tranh thủ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi à các bạn nhận ra điều này chưa tức là chú chúng ta phải giàu có về yếu tố tinh thần nghĩa là nghĩa là tinh thần chúng ta phải tích cực tinh thần chúng ta phải rất là phong phú ok chưa à cái thế giới bên trong của chúng ta phải rất là bình an à phải rất là an vui tâm hồn chúng ta luôn tràn đầy à mà nếu mà nếu mà các các bạn không đạt được những cái yếu tố này thì 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 sao ạ à? à thì các bạn cũng sẽ các bạn chỉ là người nhiều tiền thôi à, chúng ta phải gì phải có cái khả năng à, sức mạnh tâm linh về rất là mạnh mẽ à, phải 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 hiểu về yếu tố tâm linh các bạn à, nếu mà chúng ta không hiểu cái cái thế giới tâm linh của chúng chúng ta rất là mạnh mẽ nếu mà chúng ta không mạnh mẽ cái điều này thì chúng 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 ta sẽ rất là gì khó à, khó okay, chưa có một bạn à, bạn tham gia cái chương trình của mình và bạn Khải Hoàng chào thầy thầy chia sẻ cho em mọi người như một người đồng cấp nhé, à, mình chả hiểu cái 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 cái, 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 cái câu hỏi à, bạn Khải Hoàng nói là gì thầy hãy chia sẻ à, cho em và mọi người như người đồng cấp nhé nghĩa là sao à, mình cái, cái 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 câu của bạn mình không thể hiểu nổi à, tiếp tục nè tức là cái yếu tố tâm linh à cái yếu tố tâm linh có một bạn thì bạn uh, tham gia cái lớp học của mình à và uh, the, bạn uh, cũng là khô khan về cái yếu tố tâm linh á khô khan về cái yếu tố tâm linh đó. À, nên là mình mới nói với bạn rằng là, là, là lâu rồi thì em đã thăm mồ mả ông bà chưa à và bạn nói là chưa hầu như là lâu lắm rồi bạn chưa có ra mồ mã ông bà mình nói là vậy thì ngay bây giờ em hãy về à, hãy bỏ một hai bữa làm việc đi và phải về về như thế nào à về thăm thắp hương mồ mả ông bà đi à, và bạn như thế nào à và bạn dành cả một ngày đó bạn nhà bạn ở tiền giang thôi bạn về bạn thắp hương hết ông bà những người mà quen của chúng ta trước đây thì nó như thế nào à, à mình chả tin vào bó toán đâu bạn nguyễn anh ơi hơi sức nào tin mấy bói 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 toán mà anh à, và nó như thế nào ạ à? yếu tố tâm linh khác bói bói toán khác chứ bạn phải phân biệt ra những cái yếu tố này chứ và nó như thế nào ạ à? nó nó và khi bạn làm được cái việc đó à, ý là không phân biệt thầy trò đó ủa mình có phân biệt thầy trò cái chỗ nào đâu nhỉ à, cái bạn à, mình mình có phân biệt thầy trò cái chỗ nào đâu à mình nói cái gì mà bạn nghĩ mình phân biệt thầy trò, mình chẳng phân biệt thầy trò nào hết. Đó, à, lên livestream thì ai cũng như nhau thôi. À, ok chưa yeah. các bạn thích thì các bạn kêu mình bằng thầy, các bạn thích thì các bạn kêu mình bằng anh. Mình cái cái các bạn dung chưa? À, mình cũng nói là bằng mình thôi. Còn các bạn thích các bạn kêu mình bằng gì cũng được, cái chuyện đó có quan trọng đâu. À, ok chưa? Yeah. Vâng và nói như thế nào à Chúng ta cứ thoải mái đi, đừng có khách sáo với nhau quá à, và nó như thế nào ạ à? và khi mà bạn đi về nhà rồi à cái 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 bạn uh, bạn về nhà bạn làm được cái việc đó rồi thì tự nhiên bạn thấy là uh, ngay trong buổi chiều hôm đó bạn như thế nào à bạn gọi điện thoại lên à ok chưa à, uh, ngay trong buổi chiều hôm đó là bạn gọi điện thoại lên và bạn thấy phía bên trong cái con người của bạn á uh, bạn, bạn 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 cảm giác gì à? bạn cảm giác nó rất là tràn đầy À, nó tràn đầy cái thế giới bên trong á à ok chưa nhưng mà bạn khởi hoàng sao bạn xem livestream thì xem livestream sao bạn khách sáo đó nhỉ ok có lẽ lần đầu tiên bạn biết mình nên sao bạn khách sáo đó nhỉ à ok chưa bạn muốn gọi mình bằng cái gì cũng được đó nó chả quan trọng đâu à ok chưa rồi chúng ta nói như thế nào à? và chúng ta cần phải có một cái thế giới nội tâm à, phải nó rất là mạnh mẽ, giàu về nội tâm, giàu về cái tinh thần, giàu thế giới bên trong đó các bạn, à, để chúng chúng ta chạm được cái ngưỡng tâm linh, chúng ta chạm được cái tâm hồn à, của chúng ta phía bên trong, à, để chúng ta tràn đầy nó, thì tự nhiên nó như thế nào à? à thì nó mới, nó nó khỏe khoắn ra, cái con người chúng 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 ta lúc nào nó cũng có cái nguồn năng lượng tốt à, và cái sự mạnh mẽ. À, đó là cái giàu thứ nhất đó là giàu về gì ạ giàu về nội tâm ok chưa cái thứ hai vâng chào bạn đạt nhà em có sản xuất rau sạch mới đi vào hoạt động được 2 năm đã giải thể rồi dĩ <laughs> nhiên không biết kinh doanh à, bị giải thể là do không biết kinh doanh ok chưa không biết kinh doanh thì lo đi học đi chứ bạn mở công ty thứ hai thứ ba thì nó cũng giải thể tiếp à bạn sản xuất rau sạch là bạn mới tạo ra sản phẩm thôi còn có bán được sản phẩm hay không là nó như thế nào à, à nó làm kinh doanh nó là kinh doanh chứ phải giỏi về kinh doanh chứ à, không 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 biết kinh doanh thì phá sản là đúng rồi. À, rồi rồi cái thứ hai nữa là giàu có về sức khỏe hoặc là giàu có về thể chất các bạn ghi vô giàu có về sức khỏe hoặc là giàu có về thể chất à, khi chúng ta đạt đỉnh cao trong sự nghiệp thì cũng có nghĩa là sức khỏe chúng ta cũng phải là tốt nhất à, các bạn hình dung ra điều này chưa chúng ta trở thành doanh nhân ok chưa thì chúng ta phải có một sức khỏe tốt nhất à, rất nhiều bạn mình thấy học các cái khoa học làm chủ của mình đã bắt đầu ra khởi nghiệp là mình thấy các bạn lao lực lắm rất là lao lực à, à rồi à, ốm nhơ mà ra khởi nghiệp lúc đầu ốm nhơ mà mặt mày thì gì nổi mụn không. À vì sao à? à bởi vì bạn không có biết giữ sức khỏe, không có có cam ăn sức khỏe. À đây những người mà họ ra khởi nghiệp mà họ không không có chịu tập thể dục. À họ không có chịu tập thể dục. À họ không có chịu à, à, chịu gì à Chịu à, bảo vệ sức khỏe từ cái chế độ ăn uống đi 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 kinh doanh gì mà suốt ngày cứ gì à, à cứ nhậu nhẹt à, rồi ăn uống à, ăn những cái thức ăn mà nó như thế nào ạ à? thịt nhiều quá à, bạn Long Trinh Ok bạn Long Trinh ăn à, những, những thức ăn à, à, nó gọi là nó không có tốt cho sức khỏe các bạn nhậu nhẹt nhiều rồi ngủ nghỉ thì không điều độ à, rất là lao lực thì làm kinh doanh như vậy thì chúng ta làm kinh doanh như thứ để làm cái gì để nó cực khổ quá đi à, chúng ta không thể trở thành một người doanh nhân giỏi mà nằm trên giường bệnh à, cái điều này là không thể chấp nhận được các bạn anh dùng ra điều này chưa à, một người doanh nhân kinh doanh giỏi mà nằm trên giường bệnh à, sức khỏe không có tại sao chúng ta phải trở thành một người giàu có nhất ở trong nghĩa trang tại sao chúng ta phải trở thành một cái người giàu có mà nằm trong cái nghĩa trang gần đất xa trời à, tại sao chúng ta phải trở thành một người giàu có mà bệnh hoạn đầy à, và đây những người mà họ giàu có họ bị bệnh gút nè họ bị bệnh tiểu đường nè à, các bạn hiểu chưa à, họ bị xương khớp nè à, họ không bao giờ thức dậy sớm hết đó. họ không bao giờ tập thể dục à, họ chỉ thích nhậu tức là họ hút thuốc các bạn biết không? họ hút thuốc liên tục hết điều này cho điều kia tức là nếu mà chúng ta giàu có nếu mà chúng ta không có giàu có về sức khỏe thì rõ ràng là nó có vấn đề thiệt, vấn đề rất là nặng. Làm kinh doanh giỏi thì sức khỏe phải giỏi, làm kinh giàu về tiền thì chúng ta phải giàu về sức khỏe. Không thể tới rằng người doanh nhân giỏi mà nằm trên giường bệnh. Vâng đúng rồi, bạn Xuân Vinh ơi, cái cái những người đó là họ chưa biết cách thôi. Và các bạn nào chưa chia sẻ livestream của mình thì các bạn chia sẻ về nhà các bạn đi, tranh thủ chia sẻ đi ạ. À. À, và bạn nào lần đầu tiên xem cái livestream của mình thì các bạn bấm số 1 xuống để cho mình biết à, bạn nào mà chưa mua hai cái quyển sách của mình thì các bạn comment xuống để các bạn mua hai cái quyển sách của mình đi à, các bạn comment xuống à, bạn nào mà à, có sách của mình rồi mà chưa được vào group thì các bạn hãy báo cho mình biết để đưa các bạn vào trong cái group à, group đó để chúng ta kết nối những người làm kinh doanh với nhau ok các bạn ơi à, và tiếp theo là chúng ta phải giàu có về mặt uh, gì à, về mặt gia đình à nghĩa nghĩ là chúng chúng chú ta có một cái gia đình như thế nào ạ à? một gia đình đầm ấm ok chưa một gia đình hạnh phúc à bởi vì cái gia đình tốt thì chúng ta sẽ tốt trong công việc à, nếu mà gia đình không tốt thì cái năng lượng của chúng ta nó sẽ không tốt và trong công việc của chúng ta nó sẽ cũng không tốt à và chúng ta làm mọi thứ thì cũng vì gia đình thôi gia đình là hàng đầu đúng không các bạn ơi gia đình là hàng đầu chào bạn nguyễn hùng à, em mua hai cuốn rồi ok chưa em đã nhận được chưa nếu được nhận rồi thì em đưa mình cái báo cho mình biết để cho em được link để em vào trong cái link đó à, thì chúng ta phải như thế nào ạ à? À, chúng ta phải giàu có về gia đình à, cái kết nối anh em bà con dòng họ được, của chúng ta được tốt hơn à, gia, tất cả mọi thứ chúng ta kinh doanh để chúng ta phục vụ gia đình mà à, người nào nói rằng là hy sinh gia đình để có được cái a cái b c kia là không đúng ok cho, tất cả mọi thứ làm đều là vì gia đình à, cho bạn nguyễn hùng à, con ok gia đình là nơi để ta về đúng rồi À, sau một ngày làm việc là nơi có nơi để chúng ta về em nhận được rồi em đọc gần sau hai cuốn ok bạn đọc nhanh thế bạn dấu chấm hỏi rồi à, rất là tuyệt vời à, bạn nào mà chưa có hai quyển sách của mình thì các bạn comment xuống các bạn mua hai quyển sách của mình trên khắp mọi miền đất nước bạn nào các bạn chỉ cần cho cho số điện thoại thôi thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, và các bạn sẽ được ép vào trong cái group cái group đó chúng ta sẽ xây dựng thành một cái group của những người làm kinh doanh và các bạn có cơ hội để các bạn quen biết tất cả mọi người trên khắp miền đất nước này. À, vậy thì chúng ta phải xây dựng được cái gia đình của chúng 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 ta nó đầy đủ, nó trọn vẹn làm kinh doanh mà một người doanh nhân là chúng ta phải có một cái gia đình đầy đủ và trọn vẹn. À, chúng ta không thể, à, chúng ta có được cái mối quan hệ bạn bè giao hảo tốt, chúng ta có những người cộng đồng chung quanh tốt, ok chưa? Bản thân mình thì hàng tuần hàng tuần à, ví dụ như thứ hai tuần rồi à, là mình đi ăn cơm với gia đình bạn thiện cũng là gia đình bạn doanh nhân tới hôm qua thì mình đi ăn cơm với gia đình bạn à, à, bạn vinh với bạn mỹ thuận là chuyên kinh doanh gạo và bạn dương bạn trần thiên dương à, chuẩn bị ra làm kinh doanh à, bạn trần, trần thiên dương là bạn với bạn Vinh và có mời như thế nào à? à? Bạn mời mình và mời gia đình bạn Vinh để đi ăn tối với nhau. À, các, các các bạn thấy chưa? Cái điều này nó vô cùng ý nghĩa và tuần trước cũng vậy. À, gia đình bạn Kim, à, cả gia đình bạn Kim, gia đình bạn Kim, gia đình bạn Kim, gia đình em bạn Kim à, cũng mời gia đình mình đi ăn à, và liên tục vậy các 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 bạn, các cái gia đình. À, à, trong các cái buổi tối nó nó như thế nào à? à Chúng ta thường hay như thế nào à thường hay ăn uống với nhau để chia, chia sẻ giao lưu kết nối với nhau ok chưa à, đó là gì à đó là uh, đó là gì à, à chúng ta cho uh, bạn Yến Nhi Ok chưa bạn Yến nhi mà uh, chưa hết mà vô quảng cáo rồi ha bạn yên như ha tận dụng cái livestream để quảng cáo ha à, chút uh, xíu nữa là bạn không xin phép mà bạn vô bạn quảng cáo là chút xíu là mình sẽ ẩn cái uh, uh, cái của bạn đó à, ok chưa tiếp tục à, chúng ta phải giàu có về nghề nghiệp cái thứ tư là chúng ta giàu có về nghề nghiệp à, hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn thấy có hứa đâu không hứa thì các bạn comment xuống à, chúng ta phải thể hiện được cái nghề nghiệp của mình chào bò trần thị mai hương chúng ta phải thể hiện được cái nghề nghiệp của mình trong cuộc đời mà chúng ta không đưa cái nghề nghiệp của chúng ta đạt được cái trạng thái đỉnh cao thì rõ ràng chúng ta sống trên đời này để làm cái gì một trong những cái bí quyết ở trên đời này một trong những cái mà chúng ta đáng sống ở trên đời này là chúng ta phải gì à, à phải tập trung để chúng ta đạt được một cái trạng thái vô cùng xuất sắc à, vô cùng đỉnh cao trong cái nghề nghiệp của mình à, cái này là cái điều mà như thế nào ạ à, mà chúng ta cần phải hướng đến à, chúng ta cần phải hướng đến à, các bạn có nhận ra điều này chưa? nếu mà nếu mà cho tới giờ mà bạn hai mươi mấy tuổi ba mươi tuổi mà bạn làm cái nghề của bạn mà nó lùi xùi lình xình hết nửa cuộc đời rồi mà nó không ra gì thì các bạn hãy xem lại mình đi à, nếu mà mức lương của bạn hiện tại mà nó có 10 triệu lòng vòng như vậy 15 triệu thì mà nói cái thu nhập của bạn như vậy nó có xứng đáng với cái trí tuệ và cái nghề nghiệp của bạn đáng để đeo đủ chưa bạn có cảm nhận ra điều này chưa à cái chúng ta sống ở trên đời này là chúng ta phải gì ạ à? phải thỏa mãn được với cái nghề nghiệp của chúng ta chúng ta phải làm rất tốt cái nghề nghiệp của chúng ta chúng ta phải gì ạ à? phải mang cái nghề nghiệp của chúng, chúng 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 ta cái kỹ năng của chúng ta cái chúng ta tốt nhất chúng ta biết giỏi nhất để chúng ta phụng sự cho chính mình phụng sự cho xã hội và làm cho cái vũ trụ này nó phong phú hơn còn nếu mà chúng ta cứ cứ suy nghĩ theo cái dạng mà kiếm sống à, mỗi ngày à, không chịu đeo đuổi cái nghề nghiệp đầy những người ra làm kinh doanh của vậy chưa bao giờ họ kinh doanh giỏi hết bởi vì họ tính toán quá cái suy nghĩ họ tính toán quá họ tính toán đối với chính họ luôn à, làm năm này qua năm nọ không có gì thay đổi hết mà cũng không có chịu đi học tập cũng không chịu nâng cao đầu óc thì bảo thủ tức là cái sự giàu có về nghề nghiệp của họ họ không có đạt đỉnh được họ không có đạt đỉnh được họ cứ ngày này tháng nọ năm này qua năm nọ cứ lòng vòng bấy nhiêu chuyện thôi à, mình gặp à, nhiều người có người thì đến với mình 40 tuổi có người đến với mình 45 tuổi có người đến 60 tuổi rồi và khi họ nhận ra họ mới giật mình và bắt đầu họ bắt đầu một cái cuộc hành trình thay đổi có người nói là à, họ đã làm công 20 năm rồi có người làm hai mươi mấy năm rồi và cái mức thu nhập nó cũng chỉ như như vậy thôi ví dụ là có anh à, À, anh Hồ à, Anh Trần Đình Hồ ở à, Đồng Nai á Ảnh làm cho cái công ty Boss Các bạn tin năm nay ảnh là 48 tuổi làm cho cái công ty bot lâu lắm rồi Ảnh làm mười mấy năm rồi à, Và khi mà ảnh đến chương trình mình ảnh quyết định Ảnh quyết định ảnh cứ phải lần đầu tiên trong đời Lần đầu tiên trong đời ảnh phải ra ảnh làm kinh doanh cho bằng được Ảnh quyết tâm ảnh làm kinh doanh cho bằng được à, Cái đó là những cái con người mà Họ, họ nhận ra được Và họ sẵn sàng À, họ bỏ cái thời gian còn lại trong cái cuộc đời này để họ đeo đuổi cái niềm đam mê cái khát khao của của mình à, bạn tự hỏi bạn bạn đã thực sự giàu có về nghề nghiệp chưa nếu mà bạn chưa có thì bạn làm gì để bạn đạt được cái trạng thái đó hãy hỏi cho mình những câu hỏi rất là nghiêm túc à, cảm ơn các bạn rất nhiều bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn bấm vào cái con số 1 đây, bấm số 1 đây và mình dừng lại một chút xíu để mình giới thiệu về mình à, Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại là, mình là người uh, sở hữu vườn ươm doanh nhân b à, Và cái vườn ươm này nó như thế nào à, mình thành lập nó năm 2009, cho tới nay cũng được 9 năm rồi Và cái này là cái gì à, cái, uh, cái khóa học nổi tiếng của mình là khóa làm chủ doanh nghiệp, cái cách khởi nghiệp từ tay trắng À, và cái đây là địa chỉ trung tâm của mình các bạn thấy chưa và cái đây là ba cái quyển sách của mình cái quyển thứ nhất là quyển à, vượt biển lớn cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ Nam xu cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi à, hướng dẫn chỉ cho bạn những cái cách thức đi ra làm kinh doanh và quyển thứ ba là quyển bì dân đầu quay cái quyển thứ tư chuẩn bị ra là cái quyển bán hàng online ngay và ngay bây giờ bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách tiếng việt trên khắp mọi miền đất nước này hai quyển sách này thì 210 ngàn à. free ship đến nhà các bạn luôn cái free ship đến nhà các bạn là hết 50 ngàn mình free ship cho các bạn à. chi phí nhân viên nào nữa thì hai cái quyển sách này thì mình không có lãi gì hết chỉ giúp cho các bạn thôi để các bạn có kiến thức bởi vì mình mong muốn tất cả những bạn làm kinh doanh phải có hai cái quyển sách này và khi các bạn sở hữu hai cái quyển sách này thì các bạn sẽ được vào cái group à, một cái group trong cái group này hiện tại có 300 thành viên rồi thì mình sẽ xây dựng cái group này à, khoảng 5.000 thành viên toàn là những người làm kinh doanh và sở hữu những cái quyển sách của mình để để họ gì à? họ có cái tư duy thống nhất với nhau và chúng ta có cơ hội kết nối những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này ở trong cái group này cái group này là rất bí mật à, những người có sở hữu hai quyển sách này thì mới được nạp vào trong cái group này bạn nào mà muốn sở hữu hai quyển sách này thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống Ngày mai các em nó sẽ tương tác, nó sẽ liên hệ đến với nhà các bạn Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai à, Bạn Trần Công Thành hai quyển sách hay lắm các bạn Ok cảm ơn bạn Trần Công Thành nhiều Bạn bạn Thành ở Đà Nẵng các bạn, bạn Thành đã mua sách đọc rồi đó Và bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tân Ninh, Long An Những nơi mà gần thành phố Hồ Chí Minh thì tối tối mai mình có cái lớp chia sẻ à, khởi nghiệp và kinh doanh hoàn toàn miễn phí à, thì các bạn về trung tâm của mình các các bạn về trung tâm của mình các bạn nào muốn học thì các bạn comment xuống hoàn toàn miễn miễn phí à, cái hội trường thì chỉ chứa được à, 70 bạn thôi à, nên là bây giờ cái lượng cũng đông rồi bạn nào quan tâm thì đăng ký xuống để ngày mai các bạn chạy về các bạn học học trực tiếp à, và cuối tuần này thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khó 145 trăm à, bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ học ok chưa à, bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ học vào cái lớp vào cuối tuần này ok các bạn ơi à, và bây giờ chúng ta lại đi tiếp cái à, hồi nãy giờ mình nói tới mấy cái giàu giàu có rồi các bạn ơi giàu có thứ nhất là giàu có về tinh thần đúng không nội tâm giàu có thứ hai là giàu có về sức khỏe giàu có thứ ba là giàu có về gia đình, giàu có thứ tư là giàu có về nghề nghiệp, giàu có thứ năm đó là giàu có về kinh tế, giàu có về tiền bạc, giàu có về tài chính. À, chúng ta à, thường thường thì mọi người ở bên ngoài đó, họ chỉ hình dung ra là giàu có là nghĩa là chúng ta giàu có về tiền thôi, giàu có về tiền thôi. À, tuy nhiên ở đây các bạn thấy không ạ, à? À, giàu có nó có nó là một cái bức tranh. Nó là bức tranh đầy đủ chứ không phải chúng ta giàu có về tiền không Nó là à, Nếu mà chúng ta ra kinh doanh mà chúng ta chỉ có nhiều tiền và chúng ta không giàu có về những cái yếu tố trước mà mình đã nói đó Thì đơn giản là chúng ta là người có nhiều tiền thôi Chứ chúng ta chưa được gọi là chúng ta là người giàu à, Vậy thì Các bạn biết không à? à Tiền nó rất là quan trọng các bạn Tiền nó không phải là tất cả Nhưng tiền nó rất là quan trọng tiền nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó thú vị hơn, các bạn hiểu chưa? tiền nó giúp cho gia đình chúng ta êm ấm dễ dàng hơn, à, tiền nó giúp cho chúng ta có những cái kỳ nghỉ tuyệt vời hơn, các bạn hiểu chưa? tiền nó chu cấp, à, nó giúp cho chúng ta chu cấp và giúp đỡ những người ta yêu thương. Tóm lại, càng có tiền nhiều thì chúng ta càng cho đi dễ dàng và đơn giản hơn. À, Càng thiếu tiền thì chúng ta rất là khó Khó cho đi và giúp đỡ người khác à, Các bạn mua nhà các bạn có cần tiền không à Cần tiền à, Các bạn à, mua xe các bạn có cần tiền không à Cần tiền à, Các bạn đi du lịch các bạn có cần tiền không à Rất cần Đi ra đường mà trong túi nó có nhiều tiền á Thì nó như thế nào à Nó tự tin không à Vô cùng tự tin đúng không à, Vậy thì đồng tiền nó rất là quan trọng Nó không là tất cả nhưng tiền nó rất là quan trọng à và một trong những cái yếu tố giàu có đó là chúng ta phải giàu có và phong phú về tiền đúng không ạ nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền đúng cách còn nếu không thì chúng ta như thế nào ạ à? À, chúng ta trở thành một người nô lệ và phụ thuộc cho cái đồng tiền à, có hai dạng người có hai dạng người có nhiều tiền có người là họ làm chủ cái đồng tiền à, tức là tiền nó như thế nào ạ à? tiền nó làm cho họ đầu óc thoải mái hơn, tiền nó làm cho họ có sức khỏe tốt hơn, tiền nó làm cho họ như thế nào à? à, à có nhiều cái trải nghiệm hơn trong cuộc sống, à, được gia đình tốt hơn. Còn cái dạng thứ hai là dạng như thế nào à? Họ làm mọi thứ vì tiền, họ có rất là nhiều tiền nhưng mà họ toan tính, họ suy nghĩ, họ rất là cực khổ về tiền bởi vì họ bị cái đồng tiền nó làm chủ họ. Nên là chúng chúng ta phải hiểu được muốn thành công và giàu có thì trước tiên chúng ta phải hiểu được cái chữ chữ giàu có ok giàu có về tiền nó là một phần của giàu có đó. còn nếu mà chúng ta chỉ có nhiều tiền không mà chúng ta chưa hiểu được nó thì đơn giản chúng ta chỉ là người có nhiều tiền tốt lại càng có nhiều tiền thì chúng ta là càng như thế nào à càng dễ cho đi hơn càng dễ làm việc hơn càng dễ suy nghĩ hơn vâng vậy thì tiếp theo đó là chúng ta phải giàu có về gì ạ à? giàu có về những chuyến trải nghiệm những cái phiêu lưu À, hạnh phúc nhất trên đời này là được thử thách à, được đi nhiều à. các bạn nha trong cái từ hạnh phúc thì nó có cái từ thử thách à, hạnh phúc không tự nhiên đến mà nó phải qua cái giai đoạn thử thách thì nó mới hạnh phúc à, và nó như thế nào ạ à? À, bộ óc của con người của chúng ta thì nó luôn khám phá luôn mong muốn khám phá những cái mới những cái lạ à, luôn luôn muốn muốn gì ạ à? À, muốn khát khao muốn nữa rồi muốn được nữa à, bộ óc của con người con người của, của chúng ta là một cái sinh vật mà gọi là rất là giỏi giang rất là thông minh nó luôn muốn khám phá à, ok chưa và và nếu mà chúng ta không chịu trải nghiệm à, chúng ta không chịu giao lưu đến những nơi mới đến những vùng đất mới à, thì nghĩa là chúng ta đang thiếu đi những cái yếu tố rất là quan trọng của con người của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà hàng năm các bạn thấy chưa, hàng năm mình đều đều đi, mình đều đi. À, năm nào mình cũng đi ít nhất là một nước mới. À, ít nhất là một đến hai nước mới. À, cho tới bây giờ thì mình đi được cũng gần 20 nước rồi. À, gần 20 nước rồi. À, năm nào mình cũng đi. À, và tháng 7 này thì ngày từ ngày 12 cho tới ngày 16 tháng 7 này thì mình dẫn nguyên đoàn hơn 40 bạn toàn là những bạn làm kinh doanh thôi đi qua Singapore thì mình đất nước Singapore thì mình đi nhiều rồi mình mình đi cầu cả 30 lần rồi thì cái này mình dẫn các bạn năm nào mình cũng dẫn một chuyến thôi dẫn các bạn đi Singapore để huấn luyện các bạn cái cách đi nước ngoài cái cách trải nghiệm ở nước nước ngoài cái, cái cái cách để chúng ta là đi tìm kiếm các đơn hàng nước ngoài tìm kiếm khách hàng nước ngoài đi lăn xả ở nước ngoài nó như thế nào À, thì các bạn đã chuẩn bị rồi hôm nay mà mấy ngày nay các bạn thấy các bài viết mình viết ở trên Facebook của mình đó đúng không à, các bạn đã đi vào luôn à, chuẩn bị rồi mình năm nào thì mình cũng à, hành trang có nhiều lúc là mình à, mình đi chung với các bạn có nhiều lúc là cả gia đình của mình đi à, và mục tiêu của mình là đi khám phá những nơi trên thế giới này đất nơi nào chưa tới thì mình sẽ lên có hoạch mình đi à, hôm nay được về sớm xem thầy livestream ok cảm ơn bạn võ Nguyễn à, À, nơi nào mà mình chưa đến thì mình sẽ quyết tâm mình đi Ở trong nước cũng vậy Một năm mình cũng ráng cố gắng mình đến một nơi mới à, Những nơi nào mà ở Việt Nam chưa biết Thì một năm mình cũng cố gắng mình đến Và kể cả ở nước ngoài cũng vậy à, Mỗi một năm thì mình cứ sắp xếp Mình đến một đất nước mới à, Và Đó là gì? À? Đơn giản là chúng ta phải giàu có về sự trải nghiệm à, Như các bạn thấy Tết năm vừa rồi Thì cả gia đình mình ăn Tết bên Dubai Các bạn thấy không ạ? À? mùa hè năm vừa rồi thì tụi mình nghỉ hè ở London ở nước Anh à, và năm trước đó nữa thì mình đi Myanmar à, mình dẫn mười mấy bạn đi Myanmar à, sau cái chuyến đi Lào đúng không ạ à, mình đi liên tục mình đến Philippines à, trải nghiệm cái nơi mà cái đảo Tắc Lo băng mà nơi cái bão Hải Yến đó các bạn à cái bão Hải Yến mà mà nó đổ cái, cái cơn bão mà lớn nhất lịch sử nó đổ vào các bạn à nó đưa sóng thần vào các bạn à mình đến cái nơi đó luôn À, để mình biết đơn giản là đi trải nghiệm để hiểu Moscow thì mình đi năm 2014 các bạn hình dung à, lúc đó cũng đi mười mấy bạn mình cũng dẫn mười mấy mấy bạn đơn giản là cuộc đời là là những chuyến đi và những trải trải nghiệm và khi chúng ta cho phép mình trải nghiệm như vậy thì cuộc sống chúng ta rất là phong phú nó rất là tuyệt vời à. tiếp theo nữa là giàu có về sự ảnh hưởng à, ai cũng vậy trong sâu thẳm tâm, tâm tâm hồn của mọi người ai cũng muốn giúp đỡ ai cũng có nhu cầu muốn giúp đỡ muốn tạo ra một cái à, muốn giúp đỡ người khác muốn à, ai cũng có một cái nhu cầu à, một cái nhu cầu lớn lao là muốn muốn làm gì đó cho bản thân cho gia đình và cho xã hội và nếu ai đó mà mà họ làm được cái việc đó thì tự nhiên là họ họ tạo ra được cái sự ảnh hưởng à, đi singapore học xóa lợi thầy ơi xin học xóa lợi thôi ok mình chả xin gì đâu mình chả không quan tâm tới mấy cái đó đâu à, chủ yếu là mình đi trải nghiệm thôi à, và ai cũng muốn trở nên một phần của sự tốt đẹp đúng không à, và chính vì chúng ta muốn trở nên một phần của sự tốt đẹp đó nên chúng ta muốn tạo ảnh hưởng đến người chung quanh của chúng ta tạo ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta tạo ảnh hưởng những nơi mà chúng ta đang sống à, vậy thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn à, để chúng ta nắm rõ hơn à, khi trên cái con đường ra làm kinh doanh chúng ta làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp thì chúng ta phải hiểu được cái chữ giàu có một trong những cái từ khóa rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái chữ giàu có à, vậy thì giàu có không đơn thuần là chúng ta giàu có về tiền mà chúng ta giàu có về đời sống tâm linh đúng không à, giàu có về đời sống tinh thần chúng ta giàu có về gì à? À, về về thể chất sức khỏe chúng ta giàu có về cái gì à chúng ta giàu có về gia đình và xã hội chúng ta giàu có về gì à? về nghề nghiệp đạt được cái trạng thái đỉnh cao trong nghề nghiệp đúng không chúng ta giàu có về kinh tế tiền bạc chúng ta giàu có về sự trải nghiệm và chúng ta giàu có về cái sự ảnh hưởng à, và chúng ta cũng phải giàu có về sự cho đi à, khi chúng ta đã trải nghiệm nhiều rồi chúng ta biết nhiều thì chúng ta cũng cho đi à, các bạn thấy là mình viết mình viết những cái trải nghiệm những cái gì những những năm tháng mấy chục năm mình sống qua đây bắt đầu mình viết qua những cái quyển sách của của mình các bạn thấy không ạ à? hiện tại thì mình có ba cái quyển sách rồi đó thì chỉ trong vòng một tháng nữa thôi thì mình ra cái quyển sách thứ tư và cuối năm nay mình ra cái quyển sách thứ năm của mình à, và cái đó là những cái gì ạ à? những cái mình để lại trong sách và mình cho đi các bạn à, các bạn nhận ra điều này chưa vâng và bạn nào mà đang xem livestream này mà bạn sở hữu à, hai cái quyển sách này À, giá bìa nha các bạn giá bìa là 210 trăm mười thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, free ship cho các bạn luôn free ship cho tới cho bạn là 50 mươi và giai đoạn này mà các bạn nào mà à, sở hữu hai cái quyển sách này thì mình sẽ các bạn vào một cái group cái group này là cái group những người làm kinh doanh thôi những người làm kinh doanh à, và chúng ta có cơ hội giao lưu kết nối toàn bộ là những người làm kinh doanh rất là tuyệt vời à, mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân Bitcoin tại thành phố Hồ Chí Minh và cái đây là cái khóa học nổi tiếng của mình trong 9 năm qua à, và hôm nay mình có cái khóa học làm chủ doanh nghiệp à, hoàn toàn miễn phí à, các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu những tỉnh thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chạy về thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta tham gia cái khóa học, học này hoàn toàn miễn phí nha à, cuối tuần này thì mình có cái, cái lớp nâng cao và các bạn nào quan tâm thì chúng ta tham gia cái lớp học này À, hôm nay mình chủ đề mình chia sẻ đến đây là hết cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn đã theo dõi chương trình tối nay chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon